Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục công nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phóng sự các doanh nghiệp may mặc quan tâm chăm lo Tết cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán và phản ánh không khí sản xuất đầu năm tại công ty cổ phần xi măng La Hiên là nội dung chính trong phần tiêu điểm. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong phần chuyển động của chương trình. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 đạt trên 67.000 tỷ đồng, giảm 15,5% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn đạt mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Theo đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp khi có chỉ số tăng trưởng. Mặc dù có chỉ số giảm so với tháng trước, tuy nhiên lĩnh vực công nghiệp vẫn đạt giá trị tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp như khai khoáng, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm lần lượt là 0,3 đến 0,9% so với tháng trước. Theo đó, một số sản phẩm có giá trị tăng cao so với cùng kỳ, bao gồm một số sản phẩm thuộc lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, khai khoáng, điện thương phẩm, may mặc, các sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y khoa. Mặc dù nhà đầu tư đã tập trung nhiều nguồn lực để triển khai, tuy nhiên đến nay, dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Điểm Thụy tại huyện Phú Bình vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, cụm công nghiệp Điểm Thụy có vị trí thuộc xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình, có tổng diện tích quy hoạch 44 ha với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 320 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Việt Á làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề của huyện Phú Bình. Trong đó, ưu tiên lĩnh vực công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương. Mặc dù chủ đầu tư xây dựng hạ tầng đã tập trung nhiều nguồn lực để triển khai xây lắp, tuy nhiên dự án đã phải lùi tiến độ hoàn thành nhiều lần do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ giải phóng mặt bằng đạt khoảng gần 70% với khoảng 30 ha. Diện tích còn lại khoảng hơn 10 ha thuộc đất ở và đất vườn liền kề của hơn 160 hộ dân chưa thể thực hiện giải phóng mặt bằng do chưa bố trí xong khu tái định cư của dự án. Việc dự án phải triển khai kéo dài trong nhiều năm đang ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Chính vì vậy, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng rất mong muốn huyện Phú Bình có giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tại công văn số 132, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam như sau. Khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại thành phố Sông Công, khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha thuộc huyện Phú Bình. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, không thay đổi. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô, diện tích, vị trí, đề xuất bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 và khu công nghiệp Phú Bình, đảm bảo tính phù hợp, tính khả thi, liên kế, đồng bộ, kế thừa và khả năng thích hợp các phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Năm 2020 có thể thấy dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê tại tỉnh Thái Nguyên, kim ngạch xuất khẩu may mặc năm 2020 chỉ đạt 80% kế hoạch năm và giảm 17% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã có những nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tiết giảm chi phí để có nguồn phúc lợi chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt như kỳ vọng, tuy nhiên công ty cổ phần may Thành Hưng vẫn duy trì các nội quy, thỏa ước đã ký kết với nhiều nội dung đảm bảo lợi ích đối với người lao động. Dịp Tết Nguyên đán này, công ty dự kiến sẽ chi khoảng trên 2 tỷ đồng để thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động. Tháng lương thứ 13 chúng tôi đảm bảo duy trì như mọi năm. Và với những người công nhân có hoàn thành xuất sắc trong các công việc thì chúng tôi cũng có những chính sách thưởng thêm cho những người lao động để khuyến khích người lao động, và những cái đó chúng tôi thưởng bằng hiện vật để cho anh chị em có một cái đón xuân vui vẻ của năm nay, một năm tràn đầy khó khăn và để chúng ta hướng tới một năm mới, năm 2021. Xác định nguồn lao động là tài sản quý giá nhất, quyết định phần lớn sự thành công của doanh nghiệp.
Chính vì vậy, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty may xuất khẩu Phú Lương chỉ đạt 65% kế hoạch đề ra, tuy nhiên, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất, công ty vẫn đảm bảo tiền lương và duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ tiền thưởng khác, như thưởng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, làm việc chuyên cần. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động bằng tháng lương thứ 13. Những việc làm thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm từ phía doanh nghiệp đã góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công việc. Đây cũng là nguồn nội lực để doanh nghiệp vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn năm 2020. Giờ là cũng sắp đến Tết Nguyên đán rồi thì là tất cả bản thân tôi cũng như bản thân tất cả các công nhân ở trong công ty này là vẫn rất đang yên tâm làm việc, bởi vì là chắc chắn là công ty sẽ lo cho một cái Tết cũng đầy đủ. Dịp Tết Nguyên đán này thì bằng mọi nỗ lực cũng công ty cũng có kế hoạch là chiến lược là chi trả cho người lao động bằng hai tối thiểu là từ 1,5 tháng đến 2 tháng mức lương tối thiểu vùng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, thu hút trên 30.000 lao động. Theo thông tin từ các đơn vị doanh nghiệp, đến thời điểm này, hầu hết các đơn hàng xuất khẩu đã được xác lập đến hết quý 1 năm 2021. Thậm chí các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2. Những tín hiệu khả quan ngay từ đầu của năm trong sản xuất kinh doanh ngành may là cơ sở để các doanh nghiệp có điều kiện quan tâm chăm lo tốt hơn đến quyền lợi người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Năm 2021, công ty cổ phần xi măng La Hiên phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ đạt trên 740.000 tấn sản phẩm các loại. Trước bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do sức ép thị trường xi măng trong nước ngày một gay gắt, để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ tháng đầu năm, công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Những ngày này, không khí làm việc tại nhiều phân xưởng thuộc công ty cổ phần xi măng La Hiên được diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Để hoàn thành kế hoạch năm đề ra, ngay từ tháng đầu tiên của năm, công ty đã bắt tay vào thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, bên cạnh việc nắm bắt nhu cầu thị trường, công ty đã nhanh chóng xây dựng và cơ cấu lại sản lượng, sản phẩm và tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, an toàn. Với việc chủ động ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, kết thúc tháng 1, công ty đã sản xuất và tiêu thụ trên 70.000 tấn sản phẩm các loại, vượt 7% so với kế hoạch, phấn đấu đến hết quý 1, sản lượng sản xuất và tiêu thụ ước đạt trên 175.000 tấn sản phẩm. Cán bộ nhân viên đã có ý thức ngay từ ngày đầu tháng đầu, đã cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021, an toàn, hiệu quả và phát triển. Đầu năm là công ty phát động phong trào thi đua sản xuất, anh em công nhân ở trong tổ là rất hào hứng, phấn khởi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thi đua mọi mục tiêu của đơn vị giao cho. Nhằm tạo không khí sôi nổi trong sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, công ty đã phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ người lao động trong toàn công ty. Đối với lại tổ chức công đoàn cũng đã phát động đối với người lao động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, là hăng say sản xuất, thực hiện các cái định mức kế hoạch, các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất. Năm 2021 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song với việc chủ động về thị trường tiêu thụ, công ty cổ phần xi măng La Hiên đặt ra mục tiêu sản xuất và tiêu thụ đạt trên 740.000 tấn sản phẩm xi măng và clinker. Để cụ thể hóa mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Giải pháp trọng tâm nhất của năm nay là vì dịch bệnh COVID này, cho nên là tiêu thụ vẫn là một trong những trọng tâm. Đầu tiên là vẫn phải chất lượng đặt hàng đầu. Cái hai là trong cái sản xuất tiêu thụ, thế thì chúng tôi sẽ tiêu thụ những cái trong cái thị trường trọng điểm của đơn vị. Cái thứ ba là ngoài các đơn vị trọng điểm thì chúng tôi sẽ mở thêm một số cái thị trường tiêu thụ mới để đưa cái sản phẩm của chúng tôi ngoài cái mười mấy tỉnh thành tôi ra thì chúng tôi sẽ xuất khẩu. Không khí thi đua lao động sản xuất nhộn nhịp khẩn trương tại các phân xưởng trong toàn công ty thể hiện sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo người lao động trong toàn công ty, và là đòn bẩy động lực để công ty cổ phần xi măng La Hiên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục công nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.